Xin chào quý vị các bạn, trước mặt quý vị các bạn là nồi khuấy bánh đúc 120 lít do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Nồi khuấy bánh đúc này thì được làm hoàn toàn bằng chất liệu inox 304, dày 1 ly, có lớp xốp bọc ôn giữ nhiệt dày 2,5 cm, cho hiệu quả đun nấu nhanh và giữ nhiệt rất là tốt. Nồi này thì công suất điện là 8 kW điện trên 1 giờ, sử dụng điện dân dụng 220. Nồi có hai bộ phận chính, đó là bộ phận motor tay khuấy và bộ phận đựng thực phẩm để đun nóng, đun chín. Thứ nhất thì cái bộ phận motor tay khuấy như các bạn đang quan sát trên màn hình, nó chính là cái motor hàng nhiệt bãi, motor giảm tốc, công suất điện là 400W trên 1 giờ, sử dụng điện dân dụng 220V. Nồi thì sử dụng phương pháp đun cách thủy để làm chín thực phẩm, và đối với cái phương pháp này thì nó có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất thì nó sạch sẽ và thực phẩm của mình thì chín rất là đều. Thứ hai nữa là khi mà các bạn đun bằng dung môi nhiệt dầu thì chín rất là nhanh và tiết kiệm khá điện. Bởi vì khi mà nhiệt dầu sôi, nó sôi ở nhiệt độ là 280 đến 300 độ. Trong khi đó thì các cái loại thực phẩm của mình chỉ sôi ở trong mức 100 độ. Tức là khi mà dầu chưa sôi thì thực phẩm của mình đã sôi lên rồi. Rất là tiết kiệm điện. Bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn quan sát ở bên trong. Trước hết thì cái nồi này sẽ có hai cái bộ phận nắp, một phần nắp là để khi mà các bạn không đun cái tay khuấy kia, các bạn có thể bỏ ra và bạn dùng cái nắp liền ở bên dưới. Còn khi mà các bạn dùng tay khuấy thì nó sẽ có một cái nắp một nửa. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát cận cảnh nhé. Đây, như các bạn đang quan sát thì cái bộ phận nắp gập làm đôi này thì khi mà các bạn dùng tay khuấy thì sẽ nhấp ra được như thế này, để cho chúng ta sẽ nhìn vào bên trong xem là bột của mình đã được chưa, đã trong cái bột chưa, và cái độ nhuyễn của bột như thế nào. Còn bên trong đây là cái bộ phận motor tay khuấy. Đây, các bạn có thể nhìn thấy và quan sát là có hai cái nắp vuông như thế này. Khi các bạn nắp vào thì nó sẽ có hình dáng như thế này. Cái phần ở giữa, cái lỗ tròn ở giữa đó chính là cái phần để chúng ta tách cái motor tay khuấy ra. Và motor tay khuấy thì đây là motor hàng nhiệt bãi như mình vừa nói, công suất điện là 400W. Đó, sử dụng điện dụng 220. Các cái bệ này được làm hoàn toàn chất liệu inox 304, rất là sạch sẽ. Và cái motor cộng với lại cái bệ này thì các bạn có thể nhấc ra hoàn toàn để sử dụng cái nắp một nắp liền như này đậy vào. Lát nữa thì mình sẽ thử cho các bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ cắm điện để các bạn xem cái motor này nó quay như thế nào nhé. Motor quay rất là khỏe, và cái này thì có số vòng là 60 vòng trên 1 phút. Để khi mà các bạn khuấy bánh đúc thì cái bánh đúc nó rất là đặc. Các bạn có thể khuấy rất là đều cái bánh đúc của chúng ta. Cái trục motor hoặc là cái phần tay khuấy đều bằng inox hết. Cho nên là các bạn yên tâm về cái mức an toàn thực phẩm khi mà các bạn nấu bánh đúc trên cái nồi này. Ngoài ra thì cái thiết kế của cái tay khuấy này có một điều rất là đặc biệt. Bây giờ mình sẽ dừng cái motor lại và cho các bạn biết cái điều đặc biệt của cái máy khuấy này nhá, tay khuấy này nhá. Như chúng ta đã biết thì sau khi mà chúng ta khuấy xong, chúng ta vệ sinh cái tay khuấy này, và để mà nhấc cả cái hệ thống motor lên thì rất là nặng. Thì bên Dũng Doanh đã làm cái khớp nối như này để cho các bạn có thể rút cái tay khuấy này ra. Chúng ta chỉ cần xoay cái này thôi. Đó, và cái lối này đã được tháo ra. Đây là cái trục bằng inox để giữ cái khớp nối này. Sau đó thì chúng ta sẽ tháo hai cái ốc chốt này ra này, hai cái chốt tay chốt inox ra.
ta sẽ lấy tay quấy làm. Các bạn không thích bỏ cái motor ra thì các bạn có thể để nguyên như này để chúng ta vệ sinh cái sản phẩm này. Sau khi vệ sinh xong thì chúng ta lại đẩy người ra và lắp lại cái tay chốt, rất là thuận tiện và dễ sử dụng. Ngoài ra thì đối với cái loại tay chốt bằng inox này thì nó sẽ rất là chắc, khi mà quay thì nó sẽ không bị lắc các cái cánh khuấy, đảm bảo cho cái bột của mình nó sẽ quay được tốt hơn, đều hơn và nó sẽ nhuyễn hơn. Đó chính là cái công dụng đặc biệt của cái khớp nối này. Sau khi chúng ta đã vệ sinh xong thì chúng ta lại lắp cái tay quấy vào. Vậy là tay khuấy lại được lắp vào rồi. Ở đây thì có cái ống thăm dầu, cái que thăm dầu ở đây. Khi mà các bạn mua về thì các bạn đổ khoảng 20 lít dầu vào cái nồi này. Và đây chính là cái mức thăm dầu thấp nhất. Trên này là mức trung bình và trên cùng này. Về phía cái chỗ vặn dầu này thì nó sẽ là mức cao nhất. Bình thường chúng ta sẽ đổ ở mức này thôi, không nên đổ lên quá lên trên này. Đây là cái chỗ để chúng ta đổ dầu. Nó có ghen xoáy rất là thuận tiện cho các bạn, không lo bị mất cái que này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là lớp xốp bảo hộ giữ nhiệt dày 2,5 cm, và cái lớp này chính là lớp để đổ dầu. Khi mà chúng ta đun cả ngày thì cái phần nóng nó sẽ không đẩy ra bên ngoài. Nó rất là an toàn cho người sử dụng. Bây giờ mình sẽ đi xuống phần dưới để giới thiệu về cái phần chiết áp điều khiển. Như mình vừa nói thì có 3 cái chiết áp để điều khiển cái nồi này. 8kW chia thành 3 chiết áp như thế này. Và khi bắt đầu các bạn đun thì các bạn bật cả 3 lên theo chiều kim đồng hồ. Sau khi mà đồ của các bạn đã trong, tức là cái bột của các bạn đã trong, thì các bạn có thể tắt đỡ hạ một thanh hoặc là hai thanh đi, thì tùy các bạn. Cái đấy là tùy chọn của người dùng, rất là dễ sử dụng. Bên dưới của cái nồi này sẽ có 3 cái bánh xe để cho các bạn di chuyển, và có cả phần chốt chống trượt để khi mà các bạn không di chuyển thì nó sẽ không bị trượt đi chỗ khác. Khi mà các di chuyển thì các bạn bật cái chốt này lên, di chuyển rất là dễ dàng. Đây là cái phần dây nguồn đi cáp Cadisan 2x6, rất là dày. Bên cạnh hông đây thì có một cái van xả đáy rất là lớn, có đường kính lên đến 5cm để cho các bạn xả nước hoặc là xả các cái sản phẩm loãng ra. Ví dụ như các bạn nấu cháo chẳng hạn, các bạn cũng có thể xả qua, hoặc là các bạn nấu thạch thì các bạn cũng có thể xả qua cái van xả này để vào các cái hộp đóng. Ví dụ như là nấu thạch thì đóng thạch 1 cân 1 ấy, thì các bạn có thể xả qua cái van này rất là thuận tiện. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm mới do Dung Doanh sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 02466533355, hoặc số điện thoại 0985322325, hoặc số điện thoại 0934439112, hoặc các bạn có thể truy cập vào website dungdoanh.com để biết thêm chi tiết. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.